Các bạn, đi xe cũ sẽ là hiện giờ tư vấn xe con 8,5 tấn hai cầu một chiều ra này. Rất là mong các bạn nếu mà có yêu thích của dòng xe xin chào quý vị các bạn, tôi là Quân Anh đến từ công ty cổ phần Thịnh. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn một phép so sánh giữa dòng Kenbo của chiến thắng và dòng T3 của nhà máy Trường Giang sản xuất. Thì có những ưu điểm và vượt trội gì khác nhau của hai dòng xe này? Thì trước hết là dòng Kenbo của chiến thắng. Thì các bạn đã biết đây, hôm nay tôi so sánh hai phiên bản thùng đựng. Thì cái tải trọng của con Kenbo thùng đựng này thì được nhà máy thiết kế là tải trọng là 990 kg. Còn con T3 Trường Giang thì nhà máy thiết kế tải trọng của nó là 980. Đấy, hai cái dòng xe tải này thì nó chỉ chênh nhau có 10 kg thôi. Về kích thước bao thì như bạn biết đây, kích thước bao của con Kenbo chiến thắng của nó là kích thước bao của nó là 4m67 phân, và của con Trường Giang là 4m74. Như các bạn biết, con Trường Giang nó chiều dài tổng thể cơ sở của xe hai dòng xe này thì nó chênh nhau chỉ tầm khoảng 5-6 phân. Đấy, như các bạn biết. Còn về thùng xe thì được nhà máy, như con T3 này thì được nhà máy Trường Giang thiết kế là chiều dài cơ sở của xe, thùng xe này là 2m6, chiều ngang thùng của nó là 1m60 và chiều cao bướng thùng của nó là 37 cm. Về con Kenbo của nhà máy chiến thắng thì các bạn xem nó thiết kế thùng của nó như thế nào. Thì chúng ta đi xem cái thế thùng. Thùng của con Kenbo chiến thắng thì nó cũng như cái thùng của Trường Giang, là chiều dài của thùng của nó là 2m6. Nhưng của nó chiều ngang nó nhỏ hơn một chút. Chiều ngang của nó là chỉ có 1m54, 1m55 thôi. Và chiều cao thùng của nó thì cũng là 37 cm. Đấy. Tại sao có con Kenbo thì nó có tải trọng hơn? Vì động cơ của nó là 1.3. Còn con Trường Giang động cơ của nó là 1.24. Tôi giới thiệu sơ qua về tổng thể và tải trọng của hai dòng xe này. Mà tại sao mà người ta đã nói là Kenbo chiến thắng nó chỉ có 184 triệu mà Trường Giang thì của nó lại là 195 triệu, hai con thì nhau mới đến 11 triệu, thì có cái điểm gì khác vượt trội mà con Trường Giang này cao hơn, giá thành cao hơn? Thì trước hết chúng ta đi đến về đến mâm đi trục và bánh đa lăng thì nó có điểm hơn một chút là cái giá thành nó độ lên một chút tí thôi. Thứ hết, la răng của con xe Kenbo chiến thắng là la răng 4. Đấy, cái điểm nhấn của Trường Giang là la răng của nó la răng 5. Các bạn biết đây, đương nhiên la răng 4 la răng 5 thì đương nhiên giá thành của nó sẽ độ lên một chút tí xíu. Thì chênh lệch giữa 184 và 195 thì không có cái gọi là vượt trội quá lớn. Thì nó chỉ điểm nhấn của nó con la răng này thôi. La răng 4 và la răng 5. La răng 5 và la răng 4 này thì tại sao nói là để nó có cái sự vượt trội thì đương nhiên tải trọng của xe. Nó lên cái kích thước tải trọng của xe của con này của nó là xác xe của nó là 1.190 kg thì con này của nó là chỉ có 1.000 thôi. Đấy. Giá thành từ sắt xi cho đến cái thứ độn lên thì chênh nhau có 11 triệu thì đối với khách hàng như tôi thì tôi không có vấn đề lăn tăn gì cả. Thế cái thứ hai tôi điểm nhấn nữa, cái thứ hai nữa là vấn đề khoảng sáng gầm xe. Cái khoảng sáng gầm xe này đối với các dòng xe con, các bác tài xế rất quan trọng khoảng sáng gầm xe. Khi gầm xe của con Trường Giang này thì khoảng sáng gầm xe của nó lên là 38 cm. Đấy, khoảng sáng gầm xe và của con Kenbo của nó chỉ có 36 thôi khoảng sáng. Tại sao nó chỉ cho nhau 2 cm thôi, nhưng 2 cm của nó rất lợi thế rất nhiều luôn. 2 cm, con này của nó chỉ 36. 2 cm các bạn có thể đi vào như các khu đường nước ngập thì cả như vào thành phố không phải trời mưa này, hay cái đi đường sóc nó rất thuận tiện cho các bạn khi tải. Cái điểm thứ ba là hệ thống điện. Như các bạn biết, hệ thống điện của nhà máy Kenbo, hệ thống điện của nó mà tại sao mà tất cả các bác tài xế đi lái cái dòng xe con ấy,
làm sao người ta rất muốn hệ thống điện nó thiết kế cao lên. Nên như bạn biết, hệ thống điện của nhà máy Kenbo, nó thiết kế hệ thống điện của nó rất là gọn, là gì, rất chi là thấp chứ không cao. Có thể nước có thể vào được các gầm điện. Đấy, như các bạn biết, đẩy quay thật sang thôi. Hệ thống điện nó đi có thể như ở nước một thứ. Còn hệ máy điện của nhà máy Trường Giang thì nó để treo cao lên, nó treo cao hơn. Tuy cả chỉ treo cao hơn chỉ có 2-3 cm, nó cũng sự khác biệt hoàn toàn đấy. Nên như mạng bên hệ thống điện nó để hết hoàn toàn lên trên cao, nó không nằm thòng như ở dưới như còn nhà máy chiến thắng. Nên là khi tất cả có gầm nước, các bạn biết rằng máy không giờ bị chết, không ảnh hưởng gì đến động cơ máy móc. Thế tôi cũng chỉ điểm nhấn qua cái ba cái chi tiết mà tại sao của nhà máy Trường Giang nó độ lên một chút xíu. Nó là rất là cái sự hiện đại của nó, từ hệ thống điện cho đến la răng, cho đến khoảng sáng thùng xe. Giá thành chênh nhau chỉ có 11 triệu thì các bạn nên gọi là các khách hàng nên gọi là xem xét ung thứ. Với giá thành rẻ thì các bạn có thể chọn Kenbo. Với giá thành vừa tầm tiền chênh nhau 11 triệu thì các bạn có thể chọn Trường Giang. Đấy, vừa rồi tôi đi phân tích đến hai dòng sản phẩm của Kenbo, của nhà máy Chiến Thắng và T3 Trường Giang. Thì quý vị có nhu cầu tham khảo xe hay điện đến trực tiếp số điện thoại của chúng tôi là 0974 08222, hoặc đến trực tiếp bãi showroom của chúng tôi là 451 Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, hoặc là đường quốc lộ 38 Thuận Thành, Bắc Ninh, Quân Anh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.